Rồi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Tí Tiền Tỷ và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với series Minecraft Thợ Săn Trứng Rồng. Và ở tập trước thì mình có một cái chuyến đi săn rất là may mắn luôn đó các bạn. Mình săn được về tất cả là 5 cái trứng luôn. Trong ở tập trước thì mình đã thay đổi nguyên tố thành công và ấp được cái con rồng xương ở đây nè, với lại con rồng Wither. Và ở phía bên ngoài này thì mình có thêm cái con rồng lá nè, với lại rồng zombie nữa, và có cả rồng enchant nữa đó. Trong lúc mà mình không quay video thì nó cũng đã nở ra thành cái con rồng baby hết rồi nè các bạn, nhưng mà hiện tại là nó mới chỉ là con rồng baby thôi, cho nên là chưa có cưỡi ra được đâu. Trong lúc mà mình không quay video thì mình cũng đã xây dựng thêm cái căn cứ này của mình, cũng như là mình đã chuyển hết tất cả những cái món đồ linh tinh của mình từ trong cái căn nhà của anh dân làng đó ra phía bên ngoài này hết rồi. Bây giờ là mình có thể chính thức sống được ở trên cái căn cứ này của mình rồi đó. Nhưng mà hiện tại là cái căn cứ này của mình còn thiếu cái phần kính nữa các bạn, thiếu kính nữa nè, là mình sẽ xong được cái tầng 1. Đấy, tầng 1 thì của mình chắc là mình sẽ ấp kính xung quanh đi. Nhưng mà trước khi ấp kính đó các bạn, trong tập ngày hôm nay mình quyết định là làm thử một cái thí nghiệm cho mấy con rồng này của mình nè. Đó, nó sinh sản, nó đẻ trứng thử nha. Thì con này là cái con rồng sấm sét mà nó giới tính đực. Mình sẽ sử dụng cái cọng dây chuyền để hút nó vô đi. Hút nó vô, mình chuyển nó ra phía bên ngoài. Mình sẽ tìm một cái chỗ nào nó thoáng thoáng một chút, mình sẽ cho nó sinh sản thử nha. Đấy, con này là giới tính đực nè. Mình sẽ tìm cho nó một cái con cái nữa lên phía bên trên này xem coi. Con này con này là con đực luôn. Rồng nhà mình thì đa phần là mấy con đực thôi các bạn. Có trên này hình như là cũng là con đực luôn thì phải. Là con đực luôn nè. Mấy con đực thôi. Bên đây thì con rồng lửa xem coi. Hình như là con đực luôn rồi. Đúng rồi nè các bạn. Đấy, toàn là đực thôi. Phía bên đây là sao? À, bên đây là cái nè các bạn. Đây rồi, rồng cái đây nè. Mình sẽ đem xuống phía bên dưới để cho nó sinh sản thử nha. Nhưng mà trước khi cho nó sinh sản thì mình cần phải có cá nữa. Cá thì trong những cái rương này mình có. Rương này là nguyên cái rương chứa thức ăn nè. Mình có cá nè. Lấy ra để cho nó ăn nha. Và mình sẽ bỏ nó ở phía bên dưới này đi. Cho nó ở phía bên dưới này cho nó rộng rãi thoáng mát hơn nha. Đó, ra phía bên ngoài luôn. Và mình sẽ cho nó đứng lên đi, không cho nó ngồi nữa. Đó, đứng lên tự do di chuyển nha. Ok chưa? Và bắt đầu cho nó ăn cá thôi các bạn. Nó ăn cá và nó sẽ nổi tim lên nè. Nó bắt đầu nổi tim lên rồi, nhưng mà không biết là nó có sinh sản hay không đây. Cho nó ăn thêm được nữa không? Hết được rồi các bạn. Chắc là phải chờ đợi rồi. Và sao nó cứ hướng cái mặt của nó lên trên này vậy? Hình như là nó cứ hướng cái mặt của nó lên trên thôi các bạn. Đó, hai con giống y nhau luôn nè. Mà nó đang đi vào trong mà nó nổi tim dữ lắm. Đó đó, nó bắt đầu xoay vòng vòng kìa. Và nó cứ nhìn nhìn lên trên này nè. Chắc là nó nhìn lên trên những cái con ở trên này rồi. Và nó quay vòng 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 nhưng mà chưa thấy nó đẻ trứng gì hết luôn á. Chắc là mình sẽ chờ đợi ở đây một chút rồi. Nhưng mà thấy hình như nó cứ hướng đầu lên phía lên trên. Hay là mình sẽ bắt mấy con ở trên xuống luôn. Đây, mình thử luôn nha. Mình sẽ thử cho cái con trên này xuống luôn. Con này là con đực hay con cái đây? À, con này là con đực các bạn. Ở nhà mình toàn là mấy con rồng đực thôi. Phía bên trên này thử xem coi. Con ở phía trên này là con đực hay con cái? À, con cái nữa nè. Hút luôn. Trong này thì mình, trong ba lô mình còn thêm những cái cọng dây nữa. Mình sẽ lấy mấy cọng dây này ra luôn. Để mình hút mấy con trên xuống luôn nha. Hút hết một bầy xuống luôn các bạn. Đúng rồi. Mình sẽ hút hết tất cả rồng của mình có xuống phía bên dưới, mình cho nó ăn một phát một. Xem coi con nào sinh sản được thì sinh nha. Còn con nào không sinh được thì thôi. Chủ yếu là mình muốn thí nghiệm thử xem coi có cái trứng hay không thôi. Có cái trứng rồi thì mình có thể thay đổi nguyên tố bất cứ lúc nào mình muốn. Nó cũng thuận tiện. Đây thì mình sẽ cho nó đứng dậy hết nha. Con này thì cũng đứng dậy luôn. Ok, và cho nó ăn cá luôn các bạn. Đó, ăn cá nổi tim hết. Tiếp theo luôn. Hai con tiếp theo. Rồng Nether nè, với lại rồng lửa. Mình cũng sẽ cho nó đứng dậy luôn. Phía bên đây thì cũng đứng dậy luôn nha. Bây giờ thì buổi tối là cho nên là hơi tối một chút. Chắc là mình sẽ lên phía bên trên mình ngủ một cái. Chờ cho trời sáng nha. Mình còn hai con rồng ở phía bên trên nữa các bạn. Mấy con phía bên dưới này thì được ăn hết rồi đúng không? Ăn no hết nha. Ăn no và nổi tim lên hết. Thì chắc là phải chờ đợi hơi lâu một chút thì nó mới sinh sản ra được. Trong lúc đó thì mình sẽ lên phía bên trên mình hút mấy con này vô luôn. Hút em này vô luôn nha. Rồi, hút em ở phía bên dưới này luôn. Ok. Và mình cũng sẽ đi ngủ một cái cho trời nó sáng, là mình sẽ xuống phía bên dưới để mình bỏ hai con còn lại ra luôn. Và đây thì cho nó ăn cá tiếp nha. Rồi, con tiếp theo luôn. Bỏ ra luôn và cho nó đứng dậy luôn. Rồi, ok, cho nó ăn luôn nha. Mình có một xác máy cá đó. Và mấy con này thì liên tục bị đói thôi các bạn. Mình sẽ đi vòng vòng liên tục cho nó ăn để xem coi mình có được cái trứng không nha. Mình đang cố gắng quay cận cảnh cái cách mà nó đẻ trứng thử xem coi nó sẽ đẻ ra làm sao ấy. Chắc là cái trứng nó cũng sẽ spawn thôi các bạn. Mình nghĩ cơ chế. À, đây đây, đây là các bạn, đây rồi. Đây rồi, may mắn cho luôn, mình đã có được cái trứng rồi. Trứng này là hình như là trứng con rồng rồng sấm sét thì phải các bạn. Đó, ngon lành luôn các bạn. Và để cho nó ăn thêm thử xem coi có đẻ thêm được cái trứng nào nữa không.
Đây hình như là mới có mấy con quái bị chết thì phải. Bị mấy con rồng nó tấn công và chết á. Và đây là các bạn rất là may mắn luôn á. Mới vừa đi ngủ xong xuống phía bên dưới này đi vòng vòng cho nó ăn là mình đã có được cái trứng đầu tiên rồi nè. Là cái trứng này tắt điện cái nha. Và mình sẽ lấy cây cuốc ra để mình đào cái trứng này. Cây cuốc kia của mình nó sắp hư rồi. Cho nên mình đã cấp vô mình sử dụng cái cuốc mới. Và đây là cái trứng, trứng rồng sấm sét các bạn, ngon lành luôn. Với cái trứng rồng sấm sét này thì hiện tại là mình còn thiếu cái con rồng mà rồng như rồng đất các bạn, rồng màu nâu nâu giống như cũng con rồng đất á. Rồng đất thì hình như là ấp ở trên cát thì phải. Cát thì mình nấu thành kính hết rồi cho nên là bây giờ không có. Bây giờ muốn có cát thì phải đi lấy cái sản. Đây, mình sẽ lấy cái sản để mình mang theo nha. Sản thì trong này mình có sản rồng nè. Mình sẽ lấy mang theo và qua bên khu vực sa mạc thôi. Đấy. Qua bên khu vực sa mạc này thì mình hay lấy cát ở phía bên ngoài nè. Đó, chỗ này là chỗ mình lấy cát các bạn. Mình sẽ thu gom một ít mình mang về. Mình sẽ ấp thử cái trứng rồng, thay đổi nguyên tố thử coi. Cái trứng rồng sấm sét này thì mình có rồi các bạn. Con rồng sấm sét mình có rồi. Nhưng mà trứng rồng này thì mình sẽ thay đổi nguyên tố của nó luôn nha. Rồi, đi về thôi các bạn. Có cục quay tên là dịch chuyển đi, dịch chuyển về nó cũng thuận tiện hơn. Nhà của mình ở đây. Đó, về tới nhà liền. Và kiểm tra xem có mấy con rồng ở dưới sao rồi. Nó đẻ cho mình cái trứng sau đó thì nó tịt luôn các bạn. Nó tịt ngòi luôn rồi. Không thấy nó đẻ nữa. Tôi sẽ cho nó ăn thêm cá thử coi. Đây, thêm cá vô, thêm cá vô. Mấy con này nó đói nhanh ghê luôn á. Cứ đi một chút thôi quay trở lại là cho nó ăn được các bạn. Cứ chờ đợi một chút thôi là cho nó ăn tiếp được. Mà nó bắt đầu nổi tim tùm lum tùm la hết rồi đó. Mình cứ đi vòng vòng xung quanh và liên tục kích chuột cho nó ăn thôi. Sau khi mà nó đẻ được cái trứng là nó im ru luôn. Không thấy nó đẻ nữa. Mình cứ để nó ở phía bên dưới thôi các bạn. Bây giờ thì mình sẽ thử thay đổi nguyên tố của cái con rồng bên này nha. Đây cái trứng rồng này nè. Mình sẽ để nó trên này cát thì 3x3 ô thôi. Bỏ cái trứng rồng sấm sét ở chính giữa và kích chuột phải một cái. Đó. Chuyển sang cái trạng thái áp và chờ đợi một chút xem coi nó có thay đổi nguyên tố không nha. Chứ còn chờ đợi cho nó nở thì chắc là cũng hơi lâu á. Trong lúc đó thì mình sẽ phải làm gì đây. Mình có thể chế tạo hút nhuộm các bạn để nhuộm kính. Nhưng mà khoan đã. Nhuộm kính hả? Nhuộm kính thì mình coi coi. Nhuộm kính màu nào cho đẹp nha. Kính thì trong này mình có nhiều màu lắm. Đây mấy cái tấm kính nè. Màu tím, màu xanh. Màu xanh này cũng đẹp đấy các bạn. Màu xanh lá mạ cũng đẹp lắm nha. Xanh này xanh xương rồng bình thường thôi. Xanh lá mạ là xanh dưới này nè. Đây xanh lá mạ, xanh này đẹp nè các bạn. Kết hợp với lại hút nhuộm xương rồng với lại bột xương thôi là được. Nhưng mà chắc là mình sẽ làm màu tím đi. Màu tím thử cho cái phần ở phía đằng sau. Mình sẽ kết hợp nhiều màu lại với nhau cho nó đẹp. Đây cái màu này thì bột Tania cũng có nữa. Minecraft bình thường nè. Minecraft bình thường thì mình có thể kết hợp màu xanh. Màu xanh này là màu xanh của Ngọc Luli nè. Với lại màu đỏ. Màu đỏ thì màu đỏ đây. Hút nhuộm màu đỏ thì cần phải làm từ cái nether các bạn. Nether được nè. Chế tạo từ nether nhưng mà những cái bông hoa màu đỏ như là không có công thức chế tạo hay sao nè. Cần phải size ra hả? À size đó bạn. Anh Túc size ra được 3 cái nè. Thì anh Túc ở dưới này mình thấy nhiều lắm. Mình sẽ xuống phía bên dưới này mình thu hoạch một ít anh Túc nha. Ở đây thì có cái trứng nào chưa? Nó vẫn chưa đẻ các bạn. Hồi nãy may mắn ghê luôn á. Tự nhiên có ngay cái quả trứng đầu tiên luôn. Dưới này thì có anh Túc rất là nhiều. Mình sẽ lấy ít anh Túc lên phía bên trên để thử. Nhưng mà muốn biến cái bông hoa này thành cái hút nhuộm á thì không có chế tạo bình thường được. Mình có cái bàn chế tạo 3x3 này các bạn, nhưng mà không có chế tạo được theo cách bình thường. Nó bắt buộc là mình phải sử dụng cái máy slide để mình slide ra. Cái máy slide bây giờ thì muốn slide được á là cần phải sử dụng tới bản mod Actua rồi. Có thể sử dụng cái cối này để giả là cũng được nè. Nhưng mà một được một thôi. Còn sử dụng cái máy slide này thì sẽ được một được ba luôn nè. Xịn hơn rất là nhiều. Và bên chỗ cái ngôi làng này của mình thì có mấy cái anh dân làng bán đồ Actua á. Trong nhà của anh ấy thì có cái máy slide. Mình sẽ vô trong này để mình mượn về mình xài nhé. Đây rồi, vô trong này để lấy thôi các bạn. Đó, trong này thì có máy slide đây. Máy slide đây nè các bạn. Đây, máy slide trong này thì đang slide đúng không? Mà ui mấy con rồng nó dịch chuyển theo mình các bạn. Và đập ra, ui đập ra thì cái máy nó bị hư luôn các bạn. Nó không có cho mình được cái máy đem về rồi. Và ở trên này thì có máy phát điện các kiểu ở trên này nữa. Nhưng mà nó sẽ bị hư á. Và mấy con rồng này nó dịch chuyển theo mình dữ quá. Chắc là mình sẽ quay trở lại với căn cứ của mình để cho nó dịch chuyển ra ngoài này nha. Chắc là mình sẽ cho nó sit down đi chứ nãy giờ nó không có đẻ trứng gì hết rồi. Nãy giờ mình cho nó ăn rất là nhiều luôn á. Tốn rất là nhiều nhưng mà nó đẻ cho mình được có một cái trứng sau đó là nó tịt luôn. Thôi thì ra phía bên ngoài này để cho nó dịch chuyển ra đây. Đó ok chưa. Nó dịch chuyển ra phía bên ngoài này rồi. Mình sẽ cho nó ngồi xuống hết đi. Lát nữa mình sẽ cho nó lên căn cứ của mình lại nha. Còn bây giờ thì cứ cho nó ngồi đây đi.
Tất cả mọi thứ cũng đã ổn, nó đã ngồi xuống hết rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ lên phía bên trên để mình coi công thức. À, ở đây nó thay đổi nguyên tố rồi nữa bạn, đây rồi. Ấy, trứng rồng Terra hay gì này các bạn, hay còn gọi là con rồng đất cho nó dễ, rồng cát, rồng đất gì đó. Bởi vì nó có màu nâu nâu, mình chắc là mình sẽ gọi nó là rồng đất đi. Đó, mình đã có thành công được con rồng đất rồi, và chờ đợi cho nó nở thôi. Cứ từ từ nó sẽ nở lên thôi các bạn. Bây giờ thì mình sẽ kiểm tra xem cái máy xoay của Actua nha. Đường nào sau này mình cũng chỉ còn có Actua đó, cho nên sẽ kiểm tra Actua trong này. Cái máy xoay của nó thì ở đây đúng không? Cần có những cái redstone, cần có redstone nè. Còn cái này là cái máy phát điện từ cách là sử dụng than thì nó cũng dễ, chỉ cần có đá cuội nè với là than gỗ, và cái cục ở giữa này thì còn có sắt với lại hạt anh đen. Hạt anh đen thì ở trong này mình có nè, đó hạt anh đen mình có nè. Còn gỗ thì lần trước mình có chế tạo lộn những cái que đó, mình có trong này rất là nhiều. Rồi còn có thêm sắt nữa đúng không? Đây sắt nữa nè, mình có cái bàn chế tạo trên này cho nên mình sẽ sử dụng nó luôn để chế tạo luôn. Chế tạo cái khung chính giữa trước đi, hai cái khung này mình cần nè, đó được cái khung. Và trên này hình như là cũng cần có cái khung luôn, mình sẽ chế tạo thêm một cái nữa là hai cái. Đây là một cái luôn nha. Mình sẽ sử dụng tạm cái máy của anh dân làng để thay đổi cái cục redstone của vanilla trở thành cái cục redstone của Actua luôn. Và cái cánh của mình thì hình như nó sắp hư rồi đó các bạn. Ui nó sắp hư rồi nè, lát nữa mình sẽ về mình sửa lại cái. Rồi bây giờ thì lấy ra đặt nó vô trong này nha, để thay đổi, bấm cái nút cái đã. Đó nó sẽ chuyển sang cục redstone của Actua, và mình sẽ lấy lại chuyển nó trở thành cái. Ok ngon lành luôn bạn. Mình sẽ thay đổi thêm một cục nữa để dành sử dụng luôn nha. Actua này thì trong những series Keylog đó các bạn mình có làm lần rồi, cho nên cũng có chút ít kinh nghiệm. Vậy mình làm tiếp cái gì đây? Bây giờ thì mình tiếp tục với cái công thức chế tạo cái máy xoay trước đi. Cần có cái này đúng không? Hay chế tạo hai cái thôi, bấm một phát đó. Như vậy là mình đã có được cái máy xoay đó bạn. Còn cái lò này thì có luôn, đủ luôn, ngon lành luôn. Rồi lấy ra phía bên ngoài để xoay thử này. Mình sẽ để nó ở đây đi. Rồi cái máy phát điện thì để ở kế bên. Bỏ cái than vô. Than gỗ thì hơi ít, nhưng mà than kia thì mình có nhiều lắm, cho nên mình sẽ bỏ than này vô để cho nó nấu, tạo ra năng lượng, tạo ra nguồn năng lượng. Đó đang được nấu than lên nè. Và bên đây thì đó bắt đầu có năng lượng rồi các bạn. Mình sẽ bỏ cái phần quan túc vào để nó slide ra. Một mình sẽ ra được tới tận ba cái rồi đó. Mình có thể sử dụng bướu địa ngục cũng được, nhưng mà bướu địa ngục của mình hình như là nó hơi ít. Bướu địa ngục, ôi đây có 59 cái nè. Ôi cũng được, nhưng mà lỡ sai cái này rồi thì sai luôn, sau này để dành sử dụng nha. Bây giờ thì trời sắp sửa cũng tối rồi, phía bên dưới thì chắc là mình sẽ đi ngủ một cái đi. Trứng rồng thì từ từ nó cũng sẽ nở ra thôi, mình sẽ đi ngủ một cái cho trời nó sáng một cái. Hồi nãy đập cái máy nó bị hư luôn các bạn, vậy là mình không có thể sử dụng được ké máy, không có chơm được mấy cái máy của mấy anh dân làng. Mấy anh dân làng Acto là chỉ có cách là sử dụng ké hoặc là tự chế tạo thôi. Rồi trong này thì mình cũng đã có rồi nè, mình sẽ kết hợp với lại cái bột phía bên đây để mình làm thành thuốc nhuộm màu tím luôn nha. Thuốc nhuộm màu tím nè, đó có một ít thuốc nhuộm màu tím, lấy một ít thôi. Còn còn lại linh tinh thì mình cất vô trong này đỡ cho nó đỡ chặt rương của mình. Mình sẽ dọn dẹp lại sau nha. Còn bây giờ thì lấy hết kính ra luôn các bạn. Đây trong này có kính nè, lấy hết ra luôn để bắt đầu chế tạo luôn. Và đây thì lấy ra luôn nha. Mình cần có thêm một xương nữa để thay đổi thuốc nhuộm này nè, nhưng mà lát nữa thay đổi sau đi. Còn bây giờ thì chế tạo cái kính này luôn, beng một cái nè. Mình sẽ thay đổi nó thành cái tấm kính hết. Ok có một đống kính luôn đó các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ xây dựng cái vách ở phía đằng sau này bằng màu tím trước đây. Đây vách này thì mình sẽ xây dựng, mình sẽ cần có cái gì ta, cái builder wall các bạn, để kéo lên cho nhanh. Mình cứ xây dựng ở phía bên dưới này trước cái đã, rồi sau đó thì mình sẽ sử dụng cái builder wall để mình kéo bập 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 lên phía bên trên cho nhanh nha. Và cái builder wall thì mình nhớ là mình bỏ ở phía bên đây. Đây rồi lấy ra để sử dụng luôn nha. Nhảy lên trên và canh một cái đó, kéo lên như vậy cho nó nhanh các bạn, kéo thẳng lên phía bên trên luôn, lên phía bên trên một cái nữa, trên này thì kích một cái nữa là xong. Và kéo vào phía bên này luôn, nhảy lên trên một cái nhá, kéo vào phía bên này luôn nè, trên này thêm một cái nữa, và ở trên này thêm một cái nữa, nhưng mà hơi khó cho nên mình sẽ đặt bằng tay luôn đây. Rồi ở phía bên đây thì cũng làm tương tự như vậy luôn các bạn, mình sẽ kéo lên phía bên trên rồi sau đó thì đi ra phía bên ngoài để quan sát thử coi nó ổn hay không nha. Trang trí trong tập ngày hôm nay luôn cho nó xong cái tầng 1 của mình đi. Bữa giờ xây dựng cũng lâu lắm rồi các bạn, nhưng mà căn cứ thì chỉ mới có được cái khung sườn thôi, chưa có phần vách. Và đi ra phía bên ngoài xem coi, đó cũng tạm ổn rồi đó bạn. Ở trên này thì mình có hai cái lỗ này nè, hai cái lỗ này chắc là mình sẽ sử dụng bằng cái màu đỏ hay là màu
màu đỏ cho nó nổi nổi các bạn. Ở đây sử dụng màu xanh thì nó hơi chìm ha, cho nên mình sẽ sử dụng màu đỏ đi. Ở trong này thì có thêm nè, đó, ngon lành luôn. Mình sẽ sử dụng thêm một sắc màu đỏ đi. Đó, một sắc màu đỏ mình cũng sẽ chuyển thành cái tấm kính luôn nha. Rồi, lên phía bên trên để mình xây dựng thôi. Và cái cánh của mình thì bị hư rồi cho nên là không có bay được nữa. Mình sẽ lấy một ít bột ra để sửa lại cái cánh của mình luôn. Bang một cái xong. Và lấy cái bột này ra chốt vô trong này luôn. Đeo cái cánh lên để mình có thể bay lượn nha. Dễ dàng xây dựng hơn. Lên phía bên trên này luôn. Trên này bây giờ hơi khó xây dựng nè. Bây giờ khó mà sử dụng được cái Builder One. Cho nên là có thể sử dụng bằng tay thôi. Cái Builder One trên này bây giờ hơi khó. Phải sử dụng bằng tay chỗ này thôi. Kéo lên từ ô, từ ô, từ ô. Và mấy cái nút này thì bây giờ mình dập đi đó đi. Mấy cái nút này lúc đầu là mình chỉ để hấp sáng ở trên khu vực này thôi. Bây giờ thì không cần tới nó nữa. Cho nên dập tắt bớt. Đó, phía bên trong này luôn. Rồi mình sẽ kéo từ ở phía bên dưới kéo lên trên là mình phải sử dụng thêm được cái Builder One. Đó. Lên phía bên trên nè. Chỗ này thì nhảy lên cái. Nhảy lên cái, nhảy lên. Chắc là cho nó đụng trên cái sàn ở phía bên trên luôn là hợp lý. Mình sẽ đi ra phía bên ngoài một cái nha. Đây nè. Bấm một cái, bấm cho ngay ngay nha. Bấm lộn cái là coi như là đi hết cái kính của mình luôn á. Và như vậy là xong được một bên rồi đó. Ra phía bên ngoài để quan sát thử xem coi. Đó, ổn rồi đó các bạn. Chỉ có phần này thì nó hơi bị lủng lỗ nè. Ốp lại luôn cho nó hoàn thiện luôn nha. Rồi xong luôn các bạn. Còn ở phía bên đây thì mình cũng tương tự như vậy thôi. Mình sẽ ốp kính vô luôn nha. Đó, đây thì làm tương tự giống ở phía bên kia thôi. Rồi sau khi mà mình ốp kính xong đó bạn thì thấy ở phía đằng sau cũng tạm ổn rồi đó. Mình còn ở phía đằng trước này nữa thôi. Ở phía đằng trước này thì nó bị vướng bởi cái chuồng nuôi mấy con rồng này của mình nè. Chắc là mình sẽ hút nó vô trong, mình chuyển nó qua một bên đi. Đây, chuyển con rồng này qua phía bên đây cho đậu ở phía bên đây luôn nha. Đó, cho nó nằm phía bên đây đi. Rồi cái chuồng này bây giờ mình nghĩ là mình có thể đập nó bỏ đi được rồi đó. Mình sẽ thay thế bằng kính ở đây để mình có thể kéo lên nè. Đó, cái phần rìa này thì nó bị vướng bởi những cái hàng rào này, mình sẽ thay đổi nó lại. Và phía đằng trước này có thể là mình sẽ sử dụng màu tím, bây giờ dư nhiều quá nè. Màu xanh này thì hơi ít. Màu xanh thì mình có thể sử dụng thêm bột xương. Bột xương thì đây mình có nè. Mình sẽ lấy một ít bột xương ra thôi, 10 cái bột xương. Mình sẽ thay đổi hút nhậm cái. Bỏ vào. Đó, hút một phát luôn. Mình sẽ chế tạo luôn thành cái tấm kính hết luôn đi. Thử xem coi mình có đủ ốp ở phía đằng trước không nha. Nếu không đủ thì mình sẽ kết hợp với màu tím luôn cũng được, cho nó nhiều màu cho nó đẹp. Rồi chuyển nó thành cái này luôn. Rồi chuyển luôn nhé. Hai sắt ra được một đống luôn nè. Rồi mình cứ kéo cái khung viền nó phía bên ngoài này thôi. Phía bên ngoài này thì mình cứ kéo theo cái viền mình đã có sẵn đó. Cái này thì trang trí cũng dễ. Và con này thì mình sẽ cho nó vô trong chút. Đó. Sau này mình sẽ làm cái chuồng cho nó nha. Cái chuồng thì chắc là mình sẽ dự định là mình sẽ làm ở phía bên dưới. Phía bên dưới các bạn, phía bên dưới cái chân cái tháp của mình á, phía bên dưới chân tháp rồng á, phía bên dưới mình sẽ làm cái chuồng gọi là nuôi chim ở phía bên dưới. Còn trên này thì mình cứ nuôi rồng ở trên thôi. Mày kéo qua luôn phía bên đây sao có mấy cái này nữa vậy? Mình sẽ đập bỏ mấy cái này luôn nha. Lúc đầu mình tính là sử dụng bằng gỗ ấy, nhưng mà sau đó thì mình thấy sử dụng bằng kính cho nó kiểu cho nó đẹp hơn. Rồi bây giờ hãy sử dụng cái Builder One của mình để kéo lên phía bên trên thôi, kéo thẳng lên phía bên trên luôn nhé. Rồi sau hồi xây dựng đó các bạn thì cuối cùng mình cũng đã ốp được cái phần ở phía đằng trước luôn rồi. Mình sử dụng màu xanh lá mạ hai bên nè, với lại màu tím ở phía bên trên và có một cái cửa để đi vào phía bên trong. Nhìn cũng khá là ổn rồi đó. Nhưng mà hình như nó còn lủng hai cái lỗ hai bên này nè. Đó, hai cái lỗ hai bên này mình sẽ ốp kính vô luôn nha. Đập cái đuốc đi và ốp kính vô luôn. Bên đây thì cũng vậy như luôn. Bên đây thì không có hay đuốc cho nên là ốp kính vô nó là xong. Rồi, mọi thứ cũng đã tạm ổn. Căn cứ của mình sẽ có một cái con đường ở phía đằng sau này nè, với lại một con đường ở phía đằng trước để đi ra phía bên ngoài. Và bây giờ thì buổi tối rồi, mình sẽ đi ngủ cho trời nó sáng cái đã. Chắc là mình sẽ bắt đầu chuyển mấy con rồng lên vị trí như cũ hồi nãy đi các bạn. Mấy con rồng ở phía bên dưới này nè, hồi nãy mình đã có một cái thí nghiệm thành công rồi. Bây giờ thì cứ lấy hết tất cả những cái cọng dây chuyền ra. Và dưới này sao Enderman nhiều dữ vậy? What? Enderman sao mà nó dưới này nhiều quá. Đánh nó luôn để lấy một ít ngọc nha. Còn có cả zombie dân làng nữa nè. Nãy giờ mình thức mình say đó các bạn, không có đi ngủ á, cho nên spawn nó rất là nhiều, tùm lum tùm la đầu hết rồi. Mình sẽ lấy hết cọng dây chuyền của mình ra để mình hút mấy con rồng này đem lên phía bên trên nha. Rồi sau một hồi mà mình xây dựng đó các bạn thì mình đã ốp kính xong cho cái trung tâm căn cứ này của mình rồi nè, được một tầng ở phía bên dưới rồi, cũng như là mình đã chuyển mấy cái em rồng của mình quay trở lại đúng cái vị trí hồi nãy của nó rồi đó. Và cái trứng này trong này thì nãy giờ mình xây dựng á thì nó vẫn chưa nở nữa các bạn, rất là lâu luôn á, chưa nở. Còn mấy con rồng á thì mình đã cho nó ăn rất là nhiều, nhưng mà nó chỉ đẻ được đúng cho mình một cái trứng thôi, và sau đó thì nó im ru luôn, nó tịt ngồi luôn rồi các bạn.
cho nên cứ để nó ở trên đó thôi. Rồi, bây giờ thì ở đây chắc là mình sẽ hút cái con rồng này của mình vô trong cái cọng dây chuyền đi cho nó gọn. Nó lung tung quá. Hút con rồng Wither này với lại con rồng xương vô trong này luôn. Mình sẽ đập hết cái hàng rào này. Mình sẽ dọn dẹp ở đây lại cho nó trở nên đẹp căn cứ này của mình nha. Căn cứ này của mình bây giờ nó lung tung quá. Còn ở phía bên trong này nữa thôi. Phía bên đây thì có cái trứng này, mình sợ là sau khi ấp xong nó chạy lung tung ấy. Cho nên sẽ sử dụng tạm phía bên dưới này đi. Rồi mình sẽ ấp xung quanh bằng cái hàng rào này tạm thời thôi các bạn. Để khi mà nó nở là nó không chạy lung tung nha. Đây, đặt lên phía bên trên này luôn. Rồi kéo qua luôn cho nó đảm bảo an toàn cho cái trứng này của mình. Từ từ nó cũng sẽ nở ra thôi. Cái trứng thì còn có rất là nhiều thời gian nó mới nở ra được. Ấp vào luôn nha. Rồi, chờ đợi thôi các bạn. Nếu mà mình có con này nữa là mình sẽ có đủ một bộ rồng luôn. Mình chỉ còn thiếu con rồng Wither nữa thôi. Thiếu con rồng Wither nữa. Con rồng Wither chắc là mình sẽ để đi đánh con rồng Ender rồi mình sẽ lấy. Mình sẽ ấp tới luôn. Còn đây thì sẽ dọn dẹp hết tất cả những cái lò nung. Mình sẽ chuyển cái lò nung sang một cái vị trí khác. Ví dụ như ở phía bên này chẳng hạn. Đây, để nó ở đây nha. Cao lên khoảng tầm 4 ô đi. Để đây mình nấu luôn. Rồi còn có 3 cái thôi. Mình sẽ chế tạo thêm cho mình một cái nữa. Mình sẽ đủ 4 cái luôn. Trong này hồi nãy mình có đá củi trong này nè. Mình sẽ chế tạo luôn trực tiếp ở trên người của mình nha. Bây giờ thì cũng có cái bàn chế tạo trên này rồi cho nên nó cũng thuận tiện hơn. Ở đây thì mình sẽ dời cái đe đi chỗ khác đi. Cái đe ở đây là không hợp lý lắm. Và lên phía bên trên luôn. Cái đe thì để kế bên đây để xài thôi là được. Rồi, ok. Và cái máy này thì cứ để ở đây thôi các bạn. Tự mình sẽ dọn dẹp lại sau nha. Chứ bây giờ đập nó đi thì nó sẽ mất hết năng lượng á. Ổn lắm. Cho nên cứ để ở đây thôi. Rồi, nhưng mà trong tập ngày hôm nay đó các bạn thì mình đã có một cái thí nghiệm là cho thử con rồng sinh sản á. Thì cũng đã thành công được một cái rồi nè. Chỉ được có một cái trứng thôi. Và mình đã đang ấp được cái con rồng, cái trứng rồng rồng đất đi. Mình sẽ gọi nó rồng đất đi cho nó dễ các bạn. Đó. Vậy là mình cũng đã có rồng đất và căn cứ này của mình thì cũng đã tạm thời có được cái phần tầng 1 rồi. Tầng 2, tầng 3, tầng 4 các kiểu đó. Mình sẽ xây dựng lên thêm phía bên trên để mình để thêm những cái con rồng sau này của mình đó. Đó, rồng phía bên ngoài mình có một bầy luôn nè. Đó, sau này mình sẽ để ở phía bên trên nữa. Còn phải cây xây cao lên phía bên trên nữa thì mới có chỗ để cho nó được các bạn. Rồi còn ở đây thì cái trứng rồng này đó các bạn thì chắc là mình sẽ trong thời gian giữa hai tập mình sẽ AFK ở đây cho nó nở nha. Đó, mình thấy nó lắc rồi nè. Đó, chắc chắn là nó sẽ nở ra thôi. Ở tập tiếp theo mình sẽ thử test thử sức mạnh của tất cả những con rồng ở phía bên dưới luôn. Đó, rồng lá, rồng zombie các kiểu các bạn. Trong tập tiếp theo nha. Còn bây giờ thì mình sẽ tạm dừng cái video này tại đây thôi. Nếu các bạn cảm thấy thích cái phần chơi này của mình thì hãy ủng hộ mình bằng cách để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để mình có động lực làm thêm tiếp về cái series này nữa nha các bạn. Còn bây giờ thì bye bye.